Cái thịt này mẹ mua về cái mẹ không có kịp ướp luôn á, nhưng mà vẫn Đúng rồi. thấm. Wow. Không có kịp ướp luôn á, nhưng mà vẫn Đúng rồi. thấm ha. Ngon, con thấy ngon không sao? Nó mềm ha. Tuyệt vời. Mềm thấm. Cái Rất mềm. bà làm nước mắm hình như Hả? bà làm nước mắm hình như hơi bị lạc à. Rất là mẹ chăm mềm. Mà chấm nước cà chua á. Còn thịt là ok rồi. Thịt mẹ ướp mà. Sao mấy giờ con đi học luôn? Còn ra. Mấy giờ? Ra mấy giờ rồi con đi mấy giờ đó? Dạ hay mấy giờ? Như 1:30 ra. Một Một rưỡi rưỡi nha. là vô học đúng không? Là một ít nhất là 1:15 phải đi. 1:10 mấy bạn kia dậy. Ngủ dậy. Con hỏi rồi mấy bạn kia ngủ dậy lúc 1:10. Thì là con ăn xong con có công phấn ngủ rồi. Đúng Tranh không? thủ, tranh thủ ngủ lên. Con thủ ngủ với bạn ha. Mình biết cái thời gian mình bấm để luôn. Nhà là nơi có bố và mẹ, nơi luôn có tình yêu thương. Nhà